Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU tổ chức đàm phán chuyển nhượng với Tony. Manchester United tổ chức đàm phán chuyển nhượng với Tony trong nỗ lực phút chót nhằm có thể chiếm đoạt mục tiêu của Chelsea. Manchester United để sở hữu được tiền vệ Manuel Ugarte từ Paris Saint-Germain. Đây là bản hợp đồng thứ 5 của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, nhưng cũng có thông tin cho rằng lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực để đạt những thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Anh Ivan Toney của Brentford, tờ Mirror của nước Anh đưa tin. Theo nguồn tin này, Manchester United đã có cuộc đàm phán về khả năng chiêu mộ Ivan Toney trước khi mà thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào cuối tuần này. Quỷ đỏ đang hoàn tất thỏa thuận với Manuel Ugarte, người sẽ theo chân Joshua Zirkzee, Lenny Zoro, Matthias De Ligt và Nosa Mazraoui để gia nhập sân Old Trafford. Và hiện tại có thông tin cho rằng Manchester United cũng đã có một cuộc đàm phán thăm dò về hợp đồng với Toney, người dự kiến sẽ rời Brentford trong những ngày tới. Theo như báo cáo mới nhất của tờ The Evening Standard nước Anh, các cuộc đàm phán ban đầu đã được tổ chức giữa những người đứng đầu tại Old Trafford và Brentford về một thỏa thuận dành cho tiền đạo ngôi sao 28 tuổi người Anh Ivan Toney. MU đã được liên hệ với Toney trước đó và việc ký hợp đồng với một cầu thủ số 9 mới là một trong những mục tiêu của Quỷ đỏ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tiền đạo người Hà Lan Zirkzee đã được Man United ký bản hợp đồng từ Bologna để cạnh tranh với Rasmus Højlund. Tuy nhiên, Toney lại rất am hiểu Premier League và đã ghi được 20 bàn thắng ở mùa giải 2022-2023 trước khi anh này bị cấm thi đấu 8 tháng vì tham gia cá cược. Trong khi tương lai của Toney tại Brentford đang chưa rõ ràng, thì tình hình bản hợp đồng của anh chỉ còn có 1 năm với câu lạc bộ này đã thu hút sự chú ý lớn từ các câu lạc bộ. Ivan Toney được cho là có một lời đề nghị hấp dẫn từ Ả Rập Xê Út, trong khi Chelsea cũng đã có các cuộc đàm phán với Brentford về một vụ chuyển nhượng tiềm năng. The Blue hoạt động tích cực trong mùa hè này và vẫn đang tìm kiếm một tiền đạo mới. Họ đã liên hệ với cả Toney và Victor Osimhen, người đang muốn rời khỏi Napoli. Mặc dù là rất khó, có khả năng Chelsea sẽ cố gắng thúc đẩy việc chiêu mộ cả hai tiền đạo ngôi sao này. Ivan Toney thì bị loại khỏi danh sách các cầu thủ của Brentford thi đấu hai trận mở màn của Premier League mùa giải mới vừa qua. Mặc dù Toney thu hút nhiều câu lạc bộ khác quan tâm, nhưng huấn luyện viên Thomas Frank của Brentford lại không mấy bận tâm. Ông chỉ tập trung chuẩn bị cho đội thi đấu với Manchester United ở vòng 2 của Carabao Cup vào sáng nay ngày 29 tháng 8. Đây là trận đấu mà Brentford đã thắng 1-0 để vào đến vòng 3 Carabao Cup gặp Leyton Orient, còn Toney lại tiếp tục không ra sân. Huấn luyện viên Thomas Frank của Brentford cho biết: "Tôi luôn vui mừng khi cửa sổ chuyển nhượng đóng lại, khi đó tôi không phải nói về những điều nếu và nhưng, khi nào và có thể, và có rất nhiều cầu thủ và tất nhiên là cả Ivan Toney, tất cả là về Ivan Toney." Khi được hỏi liệu thỏa thuận với Toney đã gần hoàn tất hay chưa, ông Thomas Frank nói thêm: "Câu hỏi rất hay, thực ra tôi chưa hỏi về điều đó trong 2 hoặc là 3 ngày qua, nên tôi thực sự không biết. Anh ấy đã tập luyện tốt cả tuần với một thái độ tốt." Tuy nhiên, trước đó huấn luyện viên Thomas Frank thừa nhận Ivan Toney bị loại khỏi đội hình của Brentford là bởi anh này đang bận để tập trung vào kỳ chuyển nhượng rời khỏi đội bóng. Cùng chờ xem thi kỳ chuyển nhượng kết thúc thì Ivan Toney sẽ ở lại Brentford hay anh ta sẽ gia nhập Man United, Chelsea hay Ả Rập Xê Út. Tân binh của Manchester United là bản nâng cấp của Casemiro. Với Manuel Ugarte ở tuyến giữa, Man United sẽ có một cầu thủ trẻ trung, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Số liệu đã ngay lập tức cho thấy tân binh này sẽ mang đến một hình ảnh chắc chắn như N'Golo Kanté. Người hâm mộ Manchester United đã quá quen thuộc với cái tên Manuel Ugarte trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, do Paris Saint-Germain không chấp nhận mức giá thấp hơn 50 triệu euro, thương vụ đã bế tắc trong hơn một tháng qua. Dù vậy, nút thắt đã được tháo gỡ, MU sẽ chấp nhận chồng tiền để mua tiền vệ Uruguay trong mùa hè này sau khi đẩy đi thành công McTominay. Chuyên gia sân tin chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất. Các điều khoản cá nhân giữa Ugarte và Man United được thống nhất từ tháng 7. Cầu thủ chỉ muốn gia nhập MU, nhà báo người Italia thông tin thêm. Một cỗ máy tắc bóng. Tuyển thủ Uruguay là tiền vệ trung tâm duy nhất mà Man United liên hệ nghiêm túc trong kỳ chuyển nhượng năm nay. Rõ ràng là ban lãnh đạo nhận ra rằng Quỷ đỏ cần phải mang về một tiền vệ có tư duy phòng ngự và khả năng càn quét ở tuyến giữa. Không khó để có thể nhận ra các đối thủ quá dễ để triển khai và khai thác khu vực trung tuyến của Man United trong mùa giải vừa qua. Cụ thể, các đối thủ của MU trong mùa vải vừa qua đã có tới 620 pha chuyển đổi vào đến khu vực 1/3 cuối sân, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác tại ngoại hạng Anh. Trong số này có tới 205 lần dẫn đến các cú sút,
Chỉ có Luton Town với 215 lần đã xuống hạng và Newcastle United 208 lần là sở hữu thành tích kém hơn như vậy. Bên cạnh đó, đội bóng áo đỏ cũng phải nhận số cú sút từ những pha phản công nhanh 36 lần, tức là nhiều thứ ba của giải đấu. Tất cả những thống kê đó đã khiến cho MU phải nhận đến 667 cú sút trong toàn bộ những đội bóng ở các giải đấu hàng đầu ở mùa giải 2023-2024. Chỉ có Sheffield United phải nhận 678 cú sút. Đội đây được coi là tệ nhất trong lịch sử ngoại hạng Anh khi phải chịu nhiều cú sút hơn. Casemiro, người từng vô địch Champions League và La Liga, bỗng trở thành tội đồ chính cho những sai lầm trong khâu phòng ngự. Về mặt thể chất lượng phòng ngự của Casemiro, người đã 32 tuổi, đơn giản là không còn như xưa. Tuy nhiên, xét đến cho cùng, tiền vệ người Brazil vẫn hoàn toàn có khả năng chơi về mặt kỹ thuật và mang đến nhiều phẩm chất khi chơi bóng. Do đó, xét về lý thuyết, việc bổ sung một cầu thủ như Ugarte sẽ giúp củng cố khâu phòng ngự ở giữa sân và hỗ trợ Casemiro nhiều hơn. Lucas Hernandez là đồng đội của Kante ở tuyển Pháp. Bởi vậy, khi mà cầu thủ này so sánh Ugarte với Kante, đó như là một lời xác tính cho giá trị của tiền vệ người Uruguay. So với cựu cầu thủ của Real, Ugarte là sự bổ sung cho sự quyết liệt, mạnh mẽ và cơ bắp mà Manchester United đã thiếu trong suốt khoảng thời gian qua. Theo như Opta, tiền vệ 23 tuổi này là cầu thủ duy nhất của Ligue 1 tại mùa giải trước, khi thi đấu tối thiểu 900 phút có trung bình hơn 4 pha tắc bóng mỗi 90 phút. Bên cạnh đó, con số 2,7 lần tắc bóng thành công mỗi trận, Ugarte cũng nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở giải đấu hàng đầu nước Pháp. Xét trên phương diện rộng hơn, trong hai mùa giải gần nhất ở top 5 giải hàng đầu châu Âu, chỉ có Palinha sở hữu trung bình số pha tắc bóng mỗi trận cao hơn Ugarte, 4,62 so với 4,56. Một sự bổ sung phù hợp. Ugarte có rất nhiều điểm mạnh về khâu phòng ngự, nhưng không may cho tiền vệ này là Paris Saint-Germain đã chọn Luis Enrique. Đặc trưng của những đội bóng do huấn luyện viên người Tây Ban Nha dẫn dắt đó là phong cách chơi dựa trên quyền sở hữu bóng gần như tuyệt đối. Để có thể triển khai được lối chơi này, các tiền vệ sẽ phải thoải mái khi nhận và chuyền bóng dưới áp lực. Ở tuyển Tây Ban Nha và cả Barcelona, đó là hai cái tên tầm cỡ như là Sergio Busquets và Rodri. Trong khi đó, Ugarte lại gần như mang đến màu sắc hoàn toàn tương phản. Về khả năng phân phối bóng, số liệu của Opta thống kê tiền vệ này đã hoàn thành đến 91,4% đường chuyền trong mùa giải trước, tức là chỉ chấp sau hơn 8 cầu thủ đã thực hiện ít nhất 1.000 đường chuyền. Tuy nhiên, vấn đề là đường chuyền của cầu thủ 23 tuổi lại khá đơn giản và thiếu đi độ sát thương cần thiết như là Rodri hay Busquets vẫn thường làm. Số liệu cũng đã chứng minh được điều này khi Ugarte chỉ đạt trung bình 4,1% đường chuyền tịnh tiến và 0,7 đường chuyền quyết định mỗi 90 phút tại Ligue 1, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của giải đấu dành cho các tiền vệ là 5.4 và 1.2. Xu hướng phòng ngự của tiền vệ này cũng là một điều đáng lưu ý. The Athletic nhận định Ugarte là mẫu cầu thủ khi nhìn thấy bóng sẽ tìm mọi cách để giành lại nó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tiền vệ người Uruguay thường bị kéo ra khỏi vị trí, vốn là điều cấm kỵ với những huấn luyện viên chú trọng đến cấu trúc đội hình như Luis Enrique. Một điều may mắn cho Ugarte là Man United dường như đã lường trước được những điểm yếu này với một cách tiếp cận chiến thuật hoàn toàn khác. Với những bản hợp đồng gần đây như là Matthijs de Ligt hay Nossa Mazarui, Ten Hag sẽ có thêm nhiều lựa chọn để hỗ trợ cho việc phát triển bóng và xây dựng lối chơi phòng ngự chắc chắn hơn. Xét về lý thuyết, một hàng thủ 4 người bao gồm các cựu cầu thủ Bayern Munich cùng với Lisandro Martinez và Diogo Dalot sẽ giúp giải phóng Ugarte. Lúc này, tiền vệ 23 tuổi chỉ phải tập trung vào việc giữ bóng và luân chuyển trái bóng một cách an toàn. Trong bối cảnh đó, những đường chuyền ngang với cự ly ngắn và độ chính xác cao của tiền vệ này sẽ là một ưu điểm thay vì là trở ngại. Ugarte có thể vẫn chưa phải là một lựa chọn hoàn chỉnh, tuy nhiên anh mới chỉ 23 tuổi và vẫn còn có thể phát triển thêm. Một hình tượng lý tưởng mà tiền vệ người Uruguay có thể nhìn vào là Renato Gattuso thời kỳ đỉnh cao. Câu hỏi đặt ra lúc này là chỉ liệu Ugarte có thể tìm thấy được Andrea Pirlo của mình hay là không. Với một lộ trình phát triển thần tốc trong hơn một năm vừa qua, người hâm mộ của Manchester United hoàn toàn có thể kỳ vọng vào Kobbie Mainoo trong vai trò sẽ là đối tác còn lại ở cặp double pivot, tức là hai tiền vệ phòng ngự.